Vâng, chúng tôi là Xuân Nguyễn Xuân Nghĩa cùng với MC ca nhạc sĩ Dạ Lan xin gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả đồng hương trên băng tuần quen thuộc của SCT năm 2011. Vẫn có những lời khen với chúng tôi qua hai chương trình chúng tôi đảm nhận thực hiện là sinh hoạt cộng đồng cũng như là đi uh, trú và xã hội. Gửi lời chào thân ái đến chị Dạ Lan. Dạ Lan xin chân trọng kính chào quý khán giả thân thương của SCT TV yeah. và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã hương. cho chúng ta có cơ hội mà... Tâm tình làm việc, với, tâm, à, tình, làm tâm việc, tình với, với tất cả quý khán giả của ABC vâng thì uh, khi mà khán giả xem chương trình này thì không chắc là cái vị khán giả cùng với lại người thân đang hưởng những cái ngày cuối tuần thật đẹp của cái tuần lễ Lao động mà chúng ta thấy rõ ràng đúng là nói là tuần lễ Lao động nhưng mà những người lao động được nghỉ không biết yeah. là lần này chị Lan có đi Las Vegas nữa không ban đầu là đi Las Vegas giờ lại đổi rồi à, nhưng thế à? dạ con gái nó bắt ở lại từ vì tụi nó ở trên Bel xuống đây nó muốn party ở nhà oh. nó bảo mệt rồi đi nhiều mệt quá rồi giờ muốn nghỉ ngơi ở nhà yeah. Yeah. nhưng mà về nhà của chị ấy, thì là các em nhớ mãi là nhà đấy của chị chắc cũng phải trên hai chục năm à hai mươi năm hai mươi năm rồi mà cái vườn sau của nhà chị nó rất nhiều cây ăn trái rau cỏ nhiều <laughs> thành ra chắc chắn là các cháu về rồi cháu nội cháu ngoại cũng sẽ có những cái giây phút đặc biệt là các con của chị có nuôi con gà nữa. Dạ vâng ạ, các con của trống. chị sẽ sống lại những cái hình ảnh mà ngày xưa, thời mà mới bè, qua Mỹ yeah. như thế nào Mà khi mà anh chị tậu được căn nhà đó, em nghĩ cũng là một trong những người mà nếu mà nói thời gian ở Mỹ cũng là sớm để tậu được căn nhà đó đó chị Dạ yeah, thì yeah. ở Mỹ bao nhiêu năm thì chị mua được căn chị, nhà đó? cũng mười mấy năm, mười ba năm thế à? Ồ thế hả? Mười ba năm ta... mà dọn nhà riết rồi nhà dọn nhà rất mệt có tới năm lần dọn nhà, cái à. rồi quyết định mua cái căn đó Để cho hả? nó xong. thì chúng ta thấy là nhưng mà chính nhờ cái sự an cư lạc nghiệp đó mà các cháu bắt đầu gọi là tập trung vào học hành. đến tuổi đi học rồi em chẳng hạn như em nghe cháu gái của chị học về luật sư mà xưa học ở đại học nào ở Mỹ. bốn à, năm đầu thì cháu được uh, học UC Berkeley rồi ờ. được ra Honor rồi. được uh, được học bổng được học bổng của Berkeley rồi rồi học, xong xong rồi qua Notre Dame Notre, Dame được được qua London học bổng qua London thành phố Westminster nữa đó thành ra ngay ở ngay chỗ mà đám cưới của con của nữ hoàng thành ra chúng ta cái cái mẹ em thích nhất ở Hoa Kỳ đó là người ta cho tất cả mọi cơ hội đồng đều để mà có dạ. thể tiến thân lên. Thì trong cái chương trình mà sinh hoạt cộng đồng quý vị thấy nhiều khi chúng tôi cũng nói sinh hoạt cộng đồng và đôi khi cũng có những cái vấn đề kiến thức về đời sống của Hoa Kỳ để chúng ta chia sẻ với nhau những kiến thức đó. Thì chúng tôi được biết là ngay cái cuối tuần vừa rồi chúng ta có cái đại hội toàn cầu của đại, của trường Trung học Chu Văn An, một trường trung học lớn. Mà có thể nói rất là nhiều những vị thành danh trong cộng đồng chúng ta, chẳng hạn như Nghĩa Nhớ Không Lầm nhiều, nhiều lắm. Nói chung thì là bên Chùa An đặc biệt nhất là về vấn đề truyền thông báo chí, có nhiều dạ. người rất lẫy lừng. Dạ. Rồi kể cả những vấn đề mà gọi là uh, luật sư hay bác sĩ các ngành. Tuy nhiên, cái mà nổi tiếng nhất của Chùa An thì được mang tiếng là rể của Trương Vương. Dạ, Và... <laughs> đúng rồi. Hai trường đã dạy Lan để ý liên kết nhiều lắm. Tại có cái sự sao? liên tại vì, kết. À. Tại vì ngày xưa là mấy anh chàng Chu Văn An là chính cộng với lại là trường uh, kỹ thuật uh, Phú Thọ này, ừ. rồi biết bao nhiêu những thanh niên sinh viên và kể cả những người đã ra trường đi lính là đứng dài dài cho Trinh vương gia long để mà trồng <laughs> cây si Trồng cây si với cô. dạ. Yeah. Nghe nói Trinh vương sắp, mà... sắp, sửa, sắp sửa tổ chức đại hội toàn cầu ngày nào Dạ à, thưa tất cả quý vị, Dạ Lan xin thông báo là. Hội Cựu Nữ Sinh Trương Vương Nam Cali sẽ tổ chức đại hội toàn cầu à, rất lớn ở Hyatt Hotel. Ngày xưa là... Ở à thành phố nào ạ? Hyatt à, Hotel thành phố Hyatt, nào? Ở Anaheim. Nào? Anaheim, dạ. Anaheim. À, một cái, cái hotel đó là thuộc một loại hotel lớn, và Lan Hát ở đó nhiều lần rồi, ừ. chứa được cả ngàn người. Mà Trương Vương thì kén lắm. Trương Vương lúc nào tổ chức cũng tổ chức chỗ sang à, merlot hoặc high end dạ. và tổ chức thật là lớn, quý thật vị. Là, thật là chú đáo. Dạ, chú đáo. Nhưng làm... nhưng mà có một cái em nghĩ là Trương Vương và Gia Long đã làm gương cho tất cả những trường trường trung học trước bảy Long của chúng ta là họ có cái tinh thần làm việc rất là có kế hoạch và giao nhiều cho những cái người mà thế hệ kết tiếp nối yeah. chẳng hạn như em nhớ là bây giờ chúng ta rất có nhiều những mc duyên dáng của trương vương nhưng mà hiện tại giờ người nổi bật đó là bác sĩ đỗ thiên hương mà trong đó ừ. con của bác sĩ tô thiên Hương có cái tên mà mình nghe biết ngay là gốc Trưng Vương, tên Mê Linh à, chị ạ. Dạ, yeah, cháu Mê Linh đi New York với mình á. Thì thấy không? Yeah. là cũng là mang cái tiếng thơm cho Nam ca Ly của mình. Yeah. Thành ra lúc đó là sư nghĩa, ai ở Nam ca Ly cũng nhớ, à, Mê Linh là của phái đoàn chúng tôi. <cười> 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 Quý vị có thể liên lạc với lại chị hội trưởng của Trưng Vương hiện tại bây giờ là chị Khánh Linh. Với số điện thoại quen thuộc là 714-595-3503 714-595-3503 Hoặc là của chị Mai Khanh Ông Mai Khanh, sorry dạ Lan không, không có nhớ Cái số phone bây yeah. giờ, nhưng mà Quý vị ơi, à, nhất là quý chị à, Ở trong Trung Vương Mà chưa được biết cái tên này Thì đi xin liên lạc với ban tổ chức là Chị Nguyễn Khánh Linh là hội trưởng Và phó là Nguyễn Thúy Hòa Hoặc là Mai Khanh à, Mai Khanh Vũ, vợ cũ bác sĩ Phong Hoặc là Mai Khanh uh, Lê, dạ, Phú vâng Lê, chị thì uh, những quý vị đó là kỳ cựu của Trương Vương Và họ nắm tất cả các chương trình của Trương Vương, nghe nói văn nghệ cái này hay lắm vâng. à, Văn nghệ các chị cũng đã tới phòng thâu dạ lan thâu vâng nhiều à. rồi nó cũng là cái dạ. dịp mà các uh, quý chị cũng luôn đề cao những cái chương trình sinh hoạt sắp tới dỗ tổ dỗ hai bà trưng cũng như chương trình uh, cũng như là giải khuyến học bộc bổng cho các học sinh giỏi của tại Nam Cali nói chung thì là hội Cứu nữ sinh Trung Vương tham gia rất nhiều những sinh hoạt trong cộng đồng và chúng tôi cũng hy vọng là tất cả mọi tổ chức mọi hội đoàn trong cộng đồng chúng ta cũng đều phát triển như vậy thì tạo ra dạ. cái sức mạnh của cộng đồng của chúng ta thưa chị dạ, à, dạ lan thấy là hình như là các trường á đó... À, liên trường thì cũng đông lắm nhưng mà đặc biệt chúng ta là trường trương vương và trường uh, gia long hai trường vương, trường sinh hoạt rất nhiều à. rồi các chị cũng có các chị trong đó cũng có yểm trợ cho hùng sử việt rất nhiều vâng à, vâng à. À, có tôi... một cái tinh thần đoàn kết vâng. cộng đồng rất lớn. Chúng tôi cũng mong mỏi là các liên trường vẫn tiếp tục sinh hoạt với nhau để giữ những cái tình thân kể lại những câu chuyện cũ ngày xưa rất nhiều những chuyện rất dễ thương nhưng đồng thời cũng tạo ra cái cơ hội cho các thế hệ tiếp nối của các quý anh chị tham gia vào sinh hoạt của các quý hội đoàn của anh chị và đồng thời có thể kết thân với các trường trung học Ở trong cộng đồng chúng ta để chúng ta có cái dịp chia sẻ những cái hay đẹp của văn hóa lịch sử Việt Nam đối với các cháu dạ. của chúng ta. Dạ lãnh nhớ là hình như là. Uh mình tổ chức cái đại hội đó sau đó còn có đi cruise với nhau ở đâu vâng à. nữa thì ừ. quý vị nên chơi vào để mình có những cái thời gian gặp bạn bè cũ vâng. nhớ lại cái thời xa xưa mình đi học tụi à, em là quý trong, lắm. trung học Lê Cứ đôn là có thể nói sinh sau để muôn bởi vì năm 75 thì việt trung học luyện trung tâm giáo dục Lê Cứ đôn cũng chỉ có một lớp 11 và một lớp 12 mà thôi à. thế nhưng mà tháng 10 này cũng có một cái họp mặt của trường trung tâm giáo dục Lê kỳ đôn thì nó cũng là cái dịp mà những chẳng hạn như các bạn em trong lớp gọi là năm bốn chín ba tức là hồi tiểu học thì năm bốn mà chuyển lên trung học thành ra sáu ba bảy ba tám ba chín ba thì cũng là cái dịp để mà anh em gặp với nhau và kỳ này nó gọi là chương trình gọi là lục niên hoa giáp, à. đáng nghĩa ừ. là đã tổ chức từ hồi cách đây mấy năm nhưng bởi vì, mà, vì uh, covid <laughs> thành ra thành ra nhiều khi mấy bạn lại nói chuyện Ê tụi mình cái này trên 60 tuổi rồi nha, ráng gặp nhau chứ còn không biết lần tới gặp thì có đi có được tập trung đầy đủ không thành ra cũng trong dịp này chúng tôi cũng uh, kêu gọi tất cả các bạn uh, LinkedIn đặc biệt tại Nam Cali thì lần này tổ chức tại Nam Cali uh, tham gia chương trình sinh hoạt uh, họp mặt của LinkedIn vào tháng 10 chúng tôi sẽ có thêm vào chi tiết. À, bây giờ chúng ta có vài quý vị hỏi uh, về vấn đề mà chuyện uh, cũng là cái chuyện trò tra mà đi ra tại sao mà đi ra trình diện thay vì để bị bắt đó? thì đương nhiên yeah cái quan trọng đó là ở bên mỹ này nhớ chúng ta nhắc lại là nó có luật của thành phố nhé à, luật thành phố quý vị thấy nhiều khi đi trên đường môn xa mà có những chỗ đậu xe được có những chỗ không đậu xe không được đậu xe là xe của được, thành nhé. phố không à, yeah. rồi của luật của tiểu bang luật của liên bang thì tất cả quý vị đó khi bị truy tố ra thì họ xem coi là có đủ Uh, yếu tố để truy tố hay không, yeah. thì truy tố rồi mà bị tội rồi thì đi ra để mà uh, đều, coi như surrender đầu thú còn dễ có nhìn đến trong hay hơn là để cảnh sát đến nhà Bắt mình đi. Yeah. Đó lý do tại sao tất cả 19 người đó đều đi ra để mà đầu thú cả và chúng ta và sau đó thì ông uh, nguyên tổng thống uh, Trump thì quý vị biết là ông đã đóng tiền thoại ngoài hậu tra chỉ có 200 đô la thôi. Lý do 200 là ngàn. Đã, 200 ngàn, tôi xin lỗi 200 ngàn đô la. Lý do là 200 ngàn đô la thì cũng rất nhiều nhưng đối với ông Trump thì không bao nhiêu Nhưng vấn đề là chỉ có 200 ngàn bởi vì cũng là một nguyên tổng thống Hoa Kỳ yeah. Không phải là nguy nguy hiểm cho cộng đồng yeah. Và ông ta cũng khó có thể mà gọi là trốn ra khỏi nước Mỹ à, Còn những người khác thì chúng ta chưa biết Nhưng đó là lý do tại sao quý vị thấy Cái đó là cái vấn đề mà nói chuyện mà không có thể mà Vì mình là nguyên tổng thống mà không Mà gọi là đây họ rất là đúng gọi là uh, Họ luật bất, bất, yeah, yeah. bất vị thân dạ bất vị thân thành ra thành ra nếu mà việt nam mà làm vậy thôi à, thì là ông ông nguyễn tấn dũng hay là gì kia ông nằm mà, mà, lôi đầu tranh án xuống nhũng nhiều nhất là, là, bị bắt hết à. à thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có sẽ được người dân có cái quyền lực để mà hỏi thăm tất cả những cái người nào nằm trong nhà nước của cộng sản việt nam chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình sinh hoạt cộng đồng để nói thêm những cái tin tức có cũng có sự quan tâm của cộng đồng chúng ta có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ, Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như Glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, Chứa hợp chất saponin là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus San ở số điện thoại 1888 680 6689 hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888 680 6689. chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đồng hương vẫn giữ bằng tuần quen thuộc SCT 57.11 để theo dõi chương trình sinh hoạt cộng đồng với do văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa chúng tôi thực hiện cùng với sự công tác đặc biệt của MC ca nhạc sĩ Dạ Lan. thì gửi lời chào thân ái đến chị Dạ Lan. Dạ, Lan xin trở lại với tất cả quý vị và với sự chia sẻ của luật sư Nguyễn sinh Nghĩa để chúng ta biết nhiều về luật pháp của nước Mỹ và sự sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam. Vâng, à, quý vị những bản tin mà chúng tôi đưa cho quý vị những cái tin tức mà của vấn đề của liên bang là do chúng tôi có cái sự giữ liên lạc mật thiết với các dân biểu liên bang tại trong cái vùng Orange County của chúng ta yeah. mà vấn đề cá nhân chúng tôi thì chúng tôi chỉ để ý đến tất cả những cái vị dân biểu nào của liên bang hoặc là ngay cả tiểu bang và thành phố cũng vậy là chúng tôi những người nào càng phục vụ người dân càng nhiều đó thì là chúng tôi có những tin tức để thông báo thành ra không kể người đó là đảng cộng hòa, hay dân chủ như chị đã dạ Lan yeah. thành ra quý vị thấy là chúng tôi nói chuyện về với ông uh, dân biểu Korea hay trước đây ông Alan Lounsogue hay là hiện tại bây giờ bà Đa, bà Michelle Steele là bên cộng yeah. hòa, bà Young Kim hình như là cũng bên cộng hòa uh -huh. hoặc là bà Kathy Porter là dân chủ nhưng những người này họ có những cái bản tin của, từ trong văn phòng của họ đó chị, yeah. họ gửi đến uh, cho chúng ta. Kỳ này họ đang, chúng tôi đang đọc cái bản tin của bà Kathy Porter nói về cái vấn đề mà tiền tiền nợ của, mà các học các à, sinh, sinh viên uh, đang mượn nợ mà vừa rồi, tôi có pháp viện không cho ông tổng thống uh, ông Biden Pastor, nữa là yeah. uh, coi như là bỏ bỏ nợ cho 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 nợ sinh, cho xó tổ xó tổ nợ sinh viên. cho sinh viên yeah. thì tôi có việc không chịu. Thế thì uh, chúng tôi quý vị muốn biết Ờ, trong địa hạt quý vị ai là dân biểu quý vị thì uh, quý vị cứ chẳng hạn như bấm lên us senator yeah. uh, thượng nghị sĩ us senator thì thường thường chỉ có hai người thôi nhưng mà chúng ta cần cập nhật và us uh, và nhân biểu đó thì quý vị nhấn lên là us rep uh, rep cũng được không cần phải viết tên hay là nếu thuộc đó thì là representative đó. Mm -hmm. thì quý vị bấm cái đó vào cái website đó thì họ sẽ hỏi địa chỉ của quý vị là đâu đó mm -hmm. sau đó thì À, họ sẽ cho biết một hoặc là một cái một chính xác người nào là dân biểu liên bang của cái nơi quý vị ở đó à, và nếu quý vị cho cái địa chỉ chính xác nữa thì họ sẽ biết là người nào tại nhiều khi nó cách một con đường nó khác yeah. cái cái, nó khác. cái zip code yeah. đó chị yeah. Yeah. Code. À, yeah, thành yeah. ra bà Kelly Porter này là dân biểu mà phía nam của Orange County, chúng ta bà nói về cái um, vấn đề mà cái nợ của học sinh không được xóa nợ đó thì uh, cái người mà họ Họ, họ thích cái vấn đề xóa nợ thì họ cũng buồn là bởi yeah. là vì uh, họ lý luận là tại sao những người khác thiếu nợ rồi uh, được xóa sổ qua vấn đề bankruptcy <laughs> yeah. mà nợ của xưa luôn không được xóa sổ thì uh, những người nào làm về luật mà khai phá sản thì biết rằng xưa luôn là một cái loại nợ họ kh 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 không, không không xóa, xóa được, được. Yeah. À, không thành ra được. ông uh, tổng thống của hoa kỳ thì ông cũng muốn định làm chuyện đó có thể là vì vấn đề vị tha có thể là thương người mà có thể thương ống luôn Đại là vì... lấy phiếu <cười> <cười> thành ra uh, nhưng mà lấy phiếu kiểu đó thì cũng được sự ủng hộ của những người giới trẻ đặc biệt là sinh viên đang thi thiếu nợ bởi vì cái tiền thiếu nợ là khoảng từ 142 tỷ đâu ít đâu chị yeah, nhiều lắm à. và còn những người mà ấy thì họ nói là không chúng tôi kh không phải là kh không phải là không đồng ý với chuyện xóa nợ Yeah. hoàn toàn. Nhưng mà nếu muốn xóa nợ thì phải điều kiện như thế nào để được xóa nợ? Yeah. Thì chúng tôi yeah. thích cái chương trình đó hơn, tức là nếu muốn được xóa nợ ngay cả những người mà xóa nợ qua vấn đề bankruptcy thì họ cũng phải điều kiện như thế nào yeah. các chị? Đúng rồi. rồi. Chứ không phải là muốn rồi chapter là số sù. 7 ừ. hay số 11 hay yeah. số 13. Yeah. Thành ra người ta thích số 11 với số 13 hơn vì số 7 là coi như là không có đi làm Còn bây giờ nếu có điều kiện được xóa hết thì ấy còn không thì cũng có cái thời gian như thế nào để mà trả. Thành ra bây giờ đó là à, cái tiền xóa nợ này sẽ bắt đầu một tới tháng 9, tức là ngày hôm nay này là bắt đầu họ sẽ xem xét lại và có thể đã phải trả vào tháng tới rồi. À, ở California cũng của... Bây giờ là được delay phải không là tại dịch à? Covid thành thử được hoãn. California mình không đó là gần 4 triệu uh, sinh viên thiếu nợ oh. và con số nợ đó là 142 tỷ, em tưởng trong 2 tỷ, tỷ là của tưởng toàn quốc, quốc chứ. à công của quá. Cali không thôi. Yeah. Tuy nhiên là quý vị cũng sẽ phải chuẩn bị là chẳng hạn như mình có thay đổi địa chỉ tên, điện thoại email thế là mình phải cho cái cho chỗ cho mà thiếu nợ nó gọi là student aid uh, gov uh, uh -huh. uh, quý vị vào trong cái trang nhà đó thì thường thường khi mà làm những chúng tôi thông báo này là bởi vì chúng ta cứ phải làm những điều gì mà luật uh, gọi là đòi hỏi đó yeah. thì nhiều khi có thể những cái gì mà quý vị chịu khó làm bây giờ nó cũng sẽ là những yếu tố để quý vị người ta thấy ở cái này có có mức độ thành thật để mà muốn trả nợ hay là yeah. quan tâm đến cái chuyện mình thiếu nợ thì mình phải cố gắng tìm cách giải quyết thế nào thì hy vọng là nó cũng sẽ có thể giúp cho mình trong tuần tới, ừ. lần tới. hoặc có lẽ nhiều khi thay đổi thì không bớt được nhiều thì cũng bớt được ít. vâng chắc chắn chắc chắn nó sẽ bớt được, nó ừ. sẽ có những chương trình để mà bớt hoặc là giảm cho cái thời hạn gia hạn để, để mà trước khi trả nợ. và quý vị sẽ có biết cái người nào mà là nhân viên lo về cái hồ sơ nợ, quý vị cũng giống như là đi vào sở an sinh xã hội thì cũng có một cái người mà worker đó, thì đây ừ. nó sẽ có loan officer rồi họ sẽ cho biết là mỗi một tháng mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền và nó sẽ có những cái cách nào để mà trả tiền, ví dụ như vậy. người ta calculate cho mình cái income của mình chứ. Dạ, có lẽ vậy. Dạ. xong rồi, thí dụ như là nó có cái chương trình save Land là nó dựa trên cái vấn đề là mình đã được học học và đã có những cái giúp đỡ thế nào thì nó cũng sẽ giúp cho mình giảm bớt tiền hoặc là chương trình trả góp thì nó tùy theo cái mức độ lương bổng của mình yeah. hoặc là nó tùy theo là cái uh, uh, Hình như là cái này là những cái nợ mà của bố mẹ mượn thêm cho con hay gì đó Đại khái nó có những cái loại nợ như vậy uh. Uh, đại hạn nhiều khi là con mượn nợ nhưng bố mẹ guarantee là sẽ trả đó Thì uh. nó cũng sẽ có những cái loại uh, nợ chị đó Chị chưa biết cái điều đó đó Dạ yeah. yeah. uh, Thành ra là uh, Nhiều khi cái nợ của mình nó lại chuyển sang uh. Của những cái nhà băng này kia khác đó Mình cũng phải theo dõi kỹ cái đó Dạ yeah rồi cái tiền phân lời như thế nào xong rồi cái tiền loan của mình có bị coi như là default có bị gọi như là 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 không trả đó thì Đã. nó sẽ có những cách nào mà, thật ra thì chúng tôi nghĩ rằng là họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà coi như giải quyết cái vụ thiếu nợ của mình tuy nhiên là mình phải tham gia chứ đừng để cho họ phải gọi là liên lạc rồi tại bên mỹ thì cái cái căn cứ của mình là nó có nhiều những cái hệ thống như là về vấn đề mà DMV của tiểu bang cũng dạ. như là mình đi bầu vân vân nó mình đi hết. đâu là người ta cũng biết đó. Truy ra dạ. Dạ. đó cũng truy ra hết á. Thật ra thật ra nó cũng là một cái gánh nặng dĩ nhiên có nhiều các uh, sinh viên mà bây giờ đang lập gia đình hoặc là họ mới tìm việc họ vừa mới bị thất nghiệp nó có rất nhiều những cái lý do trong đó để mà người ta sẽ cứu xét và dĩ nhiên là nhớ, nhớ không làm là hồi xưa thì khi mà mình chưa tìm được việc làm thì họ cũng có cái cái chương trình gọi là defer payment đó, là yeah. đợi cho đến khi mình có việc làm rồi thì là nhưng mình... mà mình nếu mà mình có việc làm, à, mình có việc làm con việc làm mình cũng nên trả nợ cho ừ. nó công bằng tí yeah. để cái tiền đó cho những người sau người ta có có thể vay được đúng vậy khi cái... Vì nếu cái quỹ nó hết rồi thì những người sau đi học không có vay nổi vâng ạ à, vâng đó rồi. thành ra nó cũng trở lại cái tiền mà trợ cấp cho mình thường thường trong cộng đồng mình hay gọi là tiền già với tiền về hưu đó. Dạ. Yeah. Hai cái đó khác nhau. Để có yeah. những cái điều là ở bên Mỹ quý vị làm thường thường chỉ trong vòng 10 năm vậy ha. Dạ. Yeah. Nó gọi là 40 quarter thì mình được hưởng những cái tiền về hưu thì cái tiền đó là mình có thể đi ra khỏi nước Mỹ mà mình không có sợ bị thì phải người ta trở vẫn lại. cứ gửi và ác cao cho mình. Dạ, yeah, Nhưng tiền già đó cho phụ cấp thêm thì nhiều khi tiền già rất nó nhiều hơn tiền về hưu nhiều nhưng mà khi quý vị ra khỏi nước Mỹ thì phải trở lại trong vòng một tháng phải trở lại thì yeah, mình báo cáo. Ba mươi ngày thôi. Yeah. Còn nếu mà quá thì người ta cắt đó thế thì yeah. những cái tiền mà trợ cấp đó thì không phải tự nhiên nó có là do những người đúng trước đã đi làm và đóng góp vào đó cho nên yeah. uh, nhiều khi con em của con cháu con mình cũng đóng thuế đóng rất thuế nhiều lắm. để mà cho yeah. những trang trải những cái tiền mà chính quyền lo cho người dân ở trong nước cũng như là những có thể nói là những sự đóng góp của nước Hoa Kỳ nhiều khi tôi nghĩ cũng thật là vĩ đại nếu mà không có sự đóng góp của Hoa Kỳ và các, các quốc gia tây phương thì chưa yeah. chắc thì Ukraine đã có thể chống nổi cái sự xâm lăng có thể nói là vũ bão và mạnh mẽ của bên Nga xô đó chị. Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. À, nước Mỹ là nước anh cả mà. Yeah. Bao hết. Vâng chúng tôi trong cái không khí của mùa lễ Lao động xin mời chị Lan gửi lời chúc mừng đến toàn thể gia đình của đồng hương chúng ta có dịp gặp gỡ và rất hiếm khi có những cái dịp mà hội họp gia đình chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái bên người thân của quý vị trong mùa lễ Lao động này dạ lan xin kính chúc tất cả quý vị hạnh phúc vui vẻ được nghỉ ngơi trong ngày lễ lao động này à, trân trọng kính chào